Rồi, chúng ta sẽ đi qua một cái phần đầu tiên. Đó là cái phần giới thiệu. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về những cái vấn đề. Nha. Đầu tiên á, cái vấn đề lớn nhất mà một người chưa bắt đầu kiếm tiền trên YouTube. Anh chị nhớ rằng á, trên tất cả các thiết bị anh chị mua về, nó là điện thoại, iPad, iPhone, TV, tất cả mọi thiết bị của anh chị nó đều cài mặc định vào vào YouTube. Rõ ràng là hầu như tất cả những anh chị trong đây, đa số chúng ta đều biết về YouTube và đã từng coi video trên YouTube rồi. À, có anh chị nào hiện tại chưa bao giờ biết YouTube là gì hay không? À, có anh chị nào chưa biết YouTube không? Nếu chưa biết thì chúng ta bình luận chữ C giúp mình. Còn tất cả những anh chị còn lại đã biết YouTube rồi, chúng ta bình luận số 2. Để anh chị, để mình biết được, mình sẽ nói sâu hơn về YouTube, về thuật toán của nó. Đó. Ok. Rồi, rất tuyệt vời. À, chúng ta chịu khó tương tác để mình khảo sát sơ bộ đầu giờ. Mình biết được mọi người. À, nhờ MC chụp lại một số tấm hình ha. Mở lên hết, mọi người có camera chúng ta mở lên để nó nhảy chúng ta lên trên đó. Mình sẽ tương tác và mình sẽ hỏi đáp mọi người rất là nhanh. Ok, hello anh Hà. Rồi, hello anh Huynh. Rồi, hello anh Quyết. Chị Kim. À, chúng ta đổi tên lại để chi? Chúng ta còn gặp nhau, chúng ta còn biết nhau. À, một số anh chị nào mà chúng ta không có camera thì thôi, còn ai có camera thì chúng ta bật lên hết để chúng ta biết mặt nhau. À, sau này ra đời chúng ta còn gặp nhau nữa. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mình xin hứa với anh chị, nếu đã bỏ thời gian ra 3 giờ học tập với mình thì bảo đảm một lượng kiến thức khổng lồ mà mình học tập và mình cô đọng lại hơn hơn 8 năm mình làm YouTube. Nếu nói về làm công nghệ thông tin thì mình làm hơn 10 năm rồi, còn làm trực tiếp với lại YouTube thì hơn 8 năm kiếm tiền với lại cái ngành nghề này. Và buổi tối ngày hôm nay mình chắc rằng anh chị sẽ bất ngờ vì YouTube nó cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Ok, mọi người bật hết camera lên. Đó, à, nhờ MC chụp lại một số tấm, à, nhờ chị Thúy Nguyễn chụp lại một số tấm hình để chúng ta lưu lại kỷ niệm ha. À, có rất là nhiều anh chị đã bật hết camera lên rồi. Để anh chị, để chúng ta có thể biết mặt nhau. Rồi, ok, mấy anh chị nào vào sau thì chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn. À, rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu chia sẻ để chúng ta vào cuộc luôn. Rồi, một buổi tối thật là tuyệt vời. Chúng ta có những cơ hội ngồi học những cái thứ này. Thay vì chúng ta coi những thứ vô bổ ngoài kia, thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị một cơ hội khổng lồ. Thật sự, mình đang làm, mình chia sẻ rất rõ nét, rất chi tiết cho mọi người. Ha, à, đợt vừa rồi mình có Zoom một buổi và nó kéo dài gần tới 12 giờ đêm. Tức là mọi người hứng thú đến mức độ là 700 mắt Zoom, 700 con người ngồi xem say mê tới giờ khuya luôn. À, nên do đó anh chị đã từng học rồi thì mình chắc chắn trong buổi tối ngày hôm nay toàn là những điều tuyệt vời. Ok, à, đã chuẩn bị gần đủ rồi, mình nghe ổn. Rồi, tất cả mọi người đã đầy đủ hết rồi, chúng ta sẵn sàng chưa? Mọi người bắt đầu vào học luôn nha. Chúng ta bình luận chữ SS chứ mình một lần nữa để mình biết mọi người đã nghe rõ hết rồi, thấy hình ảnh mình đang chia sẻ rồi, để bắt đầu chúng ta chiến đấu. Rồi, ok. À, nhờ MC chụp gửi lên Zalo ha, để có mọi người có sử dụng những cái tấm hình này chia sẻ cho những anh chị khác, thì chúng ta cũng có một cái dữ liệu để chúng ta kết nối với nhau. Rồi, ok, rất tuyệt vời. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào học. À, mình xin giới thiệu qua buổi tối ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người, đó là cái khóa học YouTube Master Money, tức là khóa học kiếm tiền đỉnh cao với YouTube. Mình tên thật là Nguyễn Văn Thế. À, và đây là cái kênh YouTube Văn Thế Web, với lại đây là cái website Văn Thế Web. Mình chuyên chia sẻ kiến thức cho mọi người đi kiếm tiền. Rồi, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được học tất cả mọi thứ trên YouTube. Và đặc biệt có một cái điều rất tuyệt vời, đó là anh chị tham gia tới cuối buổi học, mình sẽ tặng cho anh chị một case study trị giá hơn 2 triệu đồng. Và trong buổi tối ngày hôm nay mọi người đều học, và tới cuối mọi người sẽ được nhận một phần quà. Và để nhận được phần quà này, các bạn truy cập giúp mình vào đường dẫn là văn quà tặng .vănthếweb.com. À, ở quà tặng mình sẽ để trong này để tiện cho tất cả mọi người nhận qua email. À, đây, quà tặng .vănthếweb.com. Phần này mình sẽ tặng cho một người mọi người một cái case study ở cuối.
để mọi người có thể cô đọng lại kiến thức. Ok, Recording stopped. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi qua cái phần quan trọng nhất, đó là vấn đề lớn nhất mà chúng ta chưa bắt đầu kiếm tiền trên YouTube. Tất cả mọi người chúng ta đều có vấn đề. Recording in progress. Tất cả mọi người chúng ta đều có bất kỳ một cái vấn đề nào đó mà chúng ta cần phải giải quyết, thì YouTube nó cũng giống như vậy. À, chúng ta bị vấn đề gì thì chúng ta phải tìm giải pháp để chúng ta trị nó. Vậy trên YouTube này nó có những vấn đề gì? Thì ở đây mình đã thống kê ra hết cho tất cả mọi người rồi. Và ai chưa làm YouTube, mọi người có thể bình luận giúp mình một cái lý do tại sao chúng ta chưa kiếm tiền YouTube. Mọi người hãy chịu khó bình luận với cái phần ở phía dưới của Zoom. À, chúng ta hãy bình luận lại cái lý do mà chúng ta chưa kiếm tiền với YouTube. Ví dụ, chúng ta không biết cách kiếm, chúng ta không biết làm video, chúng ta không có kỹ năng, không có người hướng dẫn, thì chúng ta chịu khó chúng ta để lại mù công nghệ. Chính xác đó, chúng ta phải rõ ràng, chúng ta phải thẳng thắn với nhau như vậy. Ok, chưa biết cách rất tuyệt vời. Anh chị nào cũng chưa biết cách, chưa có sợ là YouTube này nó ghê gớm lắm, YouTube này là phải những người có trình độ khủng khiếp. Anh chị thấy bây giờ không cần trình độ, chỉ cần smartphone, smartphone đã kiếm tiền được rồi. Chưa biết cách làm, không biết cách, cần người chỉ đường thầy ơi. Ok, đó, chúng ta phải thẳng thắn với nhau, chả cái gì để chúng ta sợ hết. Chúng ta chưa biết thì chúng ta nói chưa biết. Ok, anh Lâm Thanh, chào thầy. Ok, chào anh. Rồi, chưa biết về YouTube, thứ nhất không biết điều khoản, thứ hai không biết có an toàn hay không, thứ ba sợ bị lừa. Ok, YouTube mà đâu có gì đâu lừa anh. YouTube tức là nền tảng đăng video. Chúng ta không làm ra được video thì chúng ta dùng rất nhiều cách để làm video. Và dùng điện thoại thôi, chúng ta không cần phải thiết bị gì đó nó khủng khiếp đâu. Điện thoại đã giúp cho rất nhiều người đổi đời ở Việt Nam, cũng như rất nhiều anh chị Việt Kiều, cũng như rất là nhiều người trên thế giới đổi đời. Và ngay bản thân mình tự do tài chính nhờ vào YouTube. Và mình rất quý trọng cái nền tảng này. Và những cái lý do gì mình lại khuyến cáo mọi người làm YouTube mà không phải là những nền tảng khác? Thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Đó, rất nhiều anh chị chưa biết cách làm, sợ chơi bẩn, sợ đủ thứ trên đời. Nói chung chúng ta là chúng ta sợ. Chúng ta sợ. Và tối ngày hôm nay mình sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề đó cho mọi người. Khi chúng ta bắt đầu làm một cái gì đó thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề trong bản thân của mình. Thì mọi người thấy ở đây mình đã thống kê ra 12 thứ. Có thể người này bị lý do này, người kia bị lý do kia. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có 12 vấn đề như thế này. Một, anh chị nào có đăng video lên YouTube rồi, sợ YouTube nó đánh bản quyền, sợ YouTube không bật kiếm tiền, đó chúng ta nói là thuộc toán. Tức là chúng ta không hiểu YouTube làm sao để cho đăng video lên mà bật kiếm tiền. Chúng ta sợ cái thuộc toán này. Và thứ hai, chúng ta làm video rồi, đăng video rồi mà người ta tìm mãi không ra chúng ta. Người ta tìm video của chúng ta hoài không ra, gõ chính xác cái tên tuổi chúng ta cũng không ra. Vậy thì ai xem video của chúng ta? Thứ ba là chúng ta không biết ý tưởng làm cái gì luôn. Ok, biết làm video nhưng bị bí ý tưởng. Rất nhiều anh chị có ý tưởng rất là hay nhưng làm được 3 video rồi chúng ta đuối, không biết làm tiếp theo là cái gì nữa. Và thứ tư, chúng ta sợ bị phê bình, phê phán khi chúng ta làm xuất hiện gương mặt. Nếu anh chị nào có trong những cái lý do này thì hãy bình luận giúp mình xuống một cái lý do thật sự mà chúng ta chưa có làm. Để chúng ta biết và chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Và trong buổi tối ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho mọi người vấn đề rồi, thì tất nhiên mình phải đưa cái cách chúng ta giải quyết được nó. Rất tuyệt vời ha. Rồi, không có kỹ năng quay dựng video, không biết dùng điện thoại làm sao ra một cái video đẹp, không có thời gian. Mọi người nhớ ai cũng có 24 tiếng đồng hồ. Tại sao có những người người ta vẫn đi làm, người ta vẫn kiếm tiền trên YouTube được? Tại vì người ta tranh thủ cái lúc giờ trưa người ta rảnh, tranh thủ cái lúc buổi tối, hoặc là tranh thủ những cái lúc người ta nghỉ ngơi. Thay vì chúng ta bật YouTube chúng ta coi những thứ vô bổ, chúng ta bật TikTok chúng ta lướt Facebook, thì mỗi ngày anh chị hãy mở YouTube lên để kiếm tiền với nó. Mình không có cần mọi người đầu tư quá nhiều thời gian, đầu tư công sức và tiền bạc. Điện thoại ai cũng có hết rồi. Mình chắc chắn hầu như ở trong đây mọi người học như thế này thì ai cũng có thiết bị để chúng ta online. Chúng ta làm được rồi chúng ta lại sợ thất bại nữa.
mà sợ đủ thứ trên đời hết, sợ không kiếm được tiền, sợ mình không còn cơ hội, tất cả những anh em khác họ đi trước họ làm hết rồi, thì thôi chúng ta vào trễ quá rồi. À, chúng ta lúc nào cũng đem những cái nỗi sợ này làm một cái rào cản tâm lý cho mình. Và có những người không sợ, nhưng làm một thời gian chúng ta không kiên trì. Làm có hai video thì nhắn tin anh Thế ơi, em làm hai video rồi mà không có bật được kiếm tiền, mà cũng không có ai coi hết. Mà chúng ta đủ lý do trên đời hết. Và chúng ta làm chúng ta không biết mục tiêu của nó là gì luôn. Đặc biệt anh chị chết ở chỗ là không có chiến lược đường dài. YouTube nó là một trò chơi đường dài. Nó không phải là trò chơi ngày hôm nay làm, ngày mai hưởng. Nếu chúng ta có tư duy ngắn như vậy thì chỉ có chúng ta đi chạy Grab thôi. À, còn nếu chúng ta muốn giàu có, muốn xây dựng dòng tiền thụ động trên YouTube thì chúng ta hãy dùng tất cả sức lực và trí tuệ của mình đầu tư vào thời gian ban đầu. Nó không khó như những cái gì mà chúng ta đang nghe người khác nói ở ngoài kia. Làm YouTube ghê lắm, làm YouTube khó lắm, không phải ai cũng làm được. Những cái người người ta đã làm thành công rồi á, người ta sẽ khuyến cáo chúng ta làm. Tuy nhiên, những người nào họ không muốn chúng ta kiếm tiền trên YouTube á, họ sẽ đem những cái từ đó làm cho chúng ta sợ. À, chúng ta vượt qua nỗi sợ là cái thành công hầu như được 50% rồi. Kiên trì nữa là hầu như 50% còn lại. Còn làm như thế nào thì từ từ chúng ta giải quyết sau. Đó, đây là tất cả mọi vấn đề mà mọi người đang gặp trong quá trình mình hướng dẫn cho rất nhiều người, rất nhiều học viên, và mình thấy mọi người đều lọt vào một trong những cái lý do này. À, chúng ta thấy mình ngồi trong đó chưa? Đó, đây. Chưa biết cách kiếm tiền trên YouTube. Thầy nói quá đúng, chính xác. Ok, tất cả mọi vấn đề nêu trên. Ngại lộ mặt. Ok, ngại lộ mặt thì chúng ta đừng có lộ mặt. Vậy thôi. À, cái người lộ mặt kiếm tiền ít lắm. Cái người không lộ mặt kiếm tiền mới nhiều. Chắc chắn luôn. Ok anh Hà, chính xác, có tôi trong đó. Chúng ta phải thẳng thắn với bản thân mình. Đâu có ai đâu. À, chúng ta phải tự thẳng thắn với bản thân mình là nói, à, tôi làm hồi, tôi không kiên trì. Còn một số anh chị không có chiến lược gì hết. Và cũng không biết làm gì luôn. Chúng ta là giáo viên, chúng ta là những người nông dân bình thường. Đặc biệt là trên YouTube này, nó cần cái gì? Nó cần độ kiên trì. À, không cần chúng ta phải học thức cao gì hết. Miễn chúng ta cầm điện thoại, chúng ta bấm được, chúng ta biết tẻ tải video lên. Các anh chị thấy những người nông dân bình thường họ làm những cái kênh YouTube, ví dụ như Sang Vlog ở Việt Nam. À, anh Lộc, Phụ Hồ. Những người đó chúng ta đừng đem cái kiến thức học đại học, thạc sĩ ra đây mà chúng ta nói. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. YouTube nó dành cho tất cả mọi giới, từ trẻ em cho tới người già đều kiếm được tiền. À, ok. Vậy là vấn đề của chúng ta đã biết rồi. Vậy cách giải quyết của chúng ta như thế nào? Thì chúng ta đi qua phần số 2, cực kỳ hấp dẫn. Đây là cái cách mà mình muốn chia sẻ cho mọi người buổi tối ngày hôm nay, đó là mong muốn của chúng ta. Vậy chúng ta làm YouTube với những mong muốn gì? Anh chị mong muốn điều gì khi chúng ta làm YouTube? À, đa số mọi người đều có một cái câu trả lời là kiếm tiền. À, đầu giờ mình đã khảo sát rồi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại một lần nữa cho mọi người cái cách thức rất tuyệt vời từng chi tiết một để cho chúng ta hiểu. Đây, chúng ta sẽ thấy một cái phần số 2 nữa rất là hay. Đó là mong muốn của chúng ta. Mong muốn của chúng ta là làm YouTube để tiết kiệm chi phí quảng cáo. Với những anh em nào, với những anh chị nào đã có sản phẩm rồi, thì chúng ta muốn dùng YouTube để chúng ta làm sao tiếp cận rất nhiều vị khán giả ngoài kia. Có thể là anh chị đang là nha sĩ, có thể là chúng ta bán thực phẩm, có thể là chúng ta bán hàng, có thể là chúng ta là những người muốn tiếp cận rất nhiều người ngoài kia. Thì chúng ta sẽ giảm rất nhiều chi phí, tại vì YouTube nó không thu bất kỳ 1.000 nào của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ được tiếp cận với một lượng khán giả cực kỳ lớn, vì YouTube nó cho chúng ta một lượng khán giả cực kỳ khổng lồ. Ok. Và tiếp theo là chúng ta sẽ xuất hiện miễn phí luôn, không có cần trả phí, chúng ta đều xuất hiện cả Việt Nam và cả thế giới này. Để làm chi? Để chúng ta quảng bá thương hiệu của mình, để chúng ta tăng thu nhập, để chúng ta bán được hàng. À, đầu giờ thì hầu như 90% mọi người muốn dùng YouTube để chúng ta tạo ra một nguồn thu nhập. Thì chắc chắn YouTube nó sẽ giúp cho anh chị làm được chuyện đó. À, và mình sẽ chỉ cho mọi người YouTube kiếm tiền cái kiểu gì.
rất là chi tiết, nên buổi tối ngày hôm nay mọi người cố gắng ghi chép những cái sơ đồ tư duy này. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta học rất nhiều sơ đồ tư duy, và cách học thông minh nhất là chúng ta hãy ghi chép kiểu như thế này. Chúng ta đừng ghi chép kiểu văn chương vì chúng ta sẽ không nhớ nổi. Chúng ta ghi chép cái kiểu logic như thế này thì đầu của chúng ta rất dễ dung nạp kiến thức. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một phần trò chơi. Đây, chúng ta sẽ đi qua một phần trò chơi trong buổi tối ngày hôm nay. Để bắt đầu vào cái phần chuyên sâu chia sẻ, mình muốn tặng cho mọi người một cái quà tặng. Quà tặng này bao gồm một khóa học trị giá 1.990.000 đồng tặng cho mọi người full hướng dẫn về cách viết kịch bản trên YouTube, viết quảng cáo, đăng trên tất cả mọi nền tảng trị giá gần 1 triệu đồng, 999.000. Tặng cho mọi người 40 chủ đề mà mình với lại cộng sự đang làm kiếm tiền rất tuyệt vời trên Internet, không lộ mặt gì hết. Cứ như vậy và mọi người làm theo. 500.000 đồng với cái phần quà số 3. Phần quà số 4 là mình tặng cho mọi người 5 tiện ích đỉnh cao để kiếm tiền với lại mạng xã hội. Tất cả những thứ này mình đều có file hướng dẫn sử dụng rất chi tiết, và những người ngồi kia họ phải bỏ tiền ra mua từng phần một. Nhưng buổi tối ngày hôm nay mình tặng free hết cho mọi người 5 phần quà này. Đặc biệt là 30 kênh YouTube AI mình và những người học trò và những người đối thủ ngồi kia đang làm, mình tổng hợp lại 30 kênh dễ nhất cho mọi người có thể làm. Và buổi tối ngày hôm nay nếu ai may mắn trong buổi tối này thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà. Và mình hoàn toàn tặng miễn phí cho mọi người. Và để nhận được phần quà này thì chúng ta sẽ trả lời một câu trả lời tiếp theo. Đó chính là: đến thời điểm hiện tại của tháng 5 2024, nền tảng nào kiếm tiền nhiều nhất trên Internet? Nền tảng nào? Và mọi người cho giúp mình cái số lượng, ví dụ như là trên 5, trên 7, trên 8 gì đó. Mọi người có thể cho một con số. Câu trả lời nhanh nhất, đúng nhất thì ban tổ chức sẽ tặng cho anh chị một cái phần quà. Ban tổ chức sẽ tặng cho anh chị một phần quà. Đó, nền tảng nào? Có thể là TikTok, có thể là YouTube, có thể là Instagram, có thể là những nền tảng khác. Và nền tảng nào đem lại cho chúng ta nhiều nguồn thu nhập nhất, tức là tiền đó. Và chúng ta cho số lượng luôn. Câu trả lời phải gồm hai vế. Thứ nhất là nền tảng và thứ hai là số lượng. Bao nhiêu nguồn tiền? Ok, chúng ta sẽ công khai cái con số ở đây ra. Đó, mọi người thấy. Đây, chúng ta coi thử ai là người trả lời nhanh nhất để chúng ta tặng quà. Để chúng ta có cái động lực học cái phần tiếp theo. Rồi, YouTube. Mọi câu trả lời YouTube là chưa đủ, nó phải YouTube và số lượng nữa. Đó, đây. Rồi, TikTok beta chưa. TikTok beta chưa phải là. Rồi, YouTube trên 10 nguồn. Ok, Trần Hiệp. Anh Trần Hiệp lúc 7 giờ 58 phút là câu trả lời chính xác. Trên 10 nguồn thu nhập. Mình chia sẻ với mọi người, YouTube có 25 nguồn thu nhập tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong buổi tối ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ cho mọi người tầm 10 cái nguồn thu nhập mà mình đang làm. Còn mình biết cho tới 25 nguồn, còn 10 cái là mình đang làm. Vì mình đang làm, mình mới chia sẻ cho mọi người một cách chi tiết được. Còn cái mình đang biết, mình sẽ không chia sẻ. Ok, rất nhiều câu trả lời đúng, đó là YouTube ha. Và YouTube, hai người trả lời đúng. Tuy nhiên, Trần Hiệp là người trả lời xuất sắc nhất, nhanh nhất. Chúng ta sẽ được nhận phần quà với lại ban tổ chức những cái mục này. Ok chưa? Rồi, tại vì mình muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là đến thời điểm ngày hôm nay, mọi người thấy YouTube nó có tới 2,5 triệu người dùng. Nó đứng sau Facebook. Tuy nhiên, Facebook nó chỉ có một vài nguồn thu thôi. YouTube nó đã vượt qua hết tất cả mọi nền tảng. Đó chính là nguồn thu nhập. Nó có tổng cộng tới 25 nguồn thu nhập. Mọi người nhớ kỹ nha, 25 nguồn thu nhập. Và ở Việt Nam, chúng ta sẽ kiếm 10 nguồn thu nhập tuyệt vời nhất mà tất cả mọi nền tảng khác không làm được. Đó là lý do tại sao mình bắt đầu 8 năm nay mình trung thành với lại YouTube. Nó là một người anh cả có mặt trước tất cả mọi nền tảng khác. Và nó sẽ mở rộng nguồn thu nhập không chỉ là 25, và tương lai nó sẽ mở rộng thêm một số ngách nữa. Anh chị thấy rất là bất ngờ không?
À, rất bất ngờ với lại YouTube. Chứ là chỉ tưởng là YouTube à đăng video lên như vậy, ai coi thì coi, không coi thì thôi. Để bán hàng, để livestream hoặc là để kiếm tiền từ AdSense, kiếm tiền từ lượt view gì đó. Chúng ta chỉ nghĩ là à cao quá thì nó hai cái thôi. Nhưng chúng ta đâu ngờ nó có 25 cái. Và anh chị thấy có 2,5 triệu người dùng. Cả thế giới của chúng ta chỉ có 7 triệu người thôi. Và Việt Nam của chúng ta chỉ có 100 triệu dân thôi. À, mà cái thằng này có 2,5 tỷ, mình sorry, 2,5 tỷ, 2,5 tỷ người dùng. À, rất là đông người sử dụng. Đó là một mỏ vàng cho chúng ta khai thác. Ok. Rồi, trước khi đi qua cái phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ về bản thân mình một ít. Vì một số anh chị chưa biết thế trước đây. Mình có 5 năm kinh nghiệm về đào tạo MMO, tức là Mad Money Online, về kiếm tiền với lại những nền tảng trên trên online. Chuyên về SEO, tức là làm sao video của chúng ta lên top, và thiết kế website. 8 năm đào tạo trong lĩnh vực thiết kế web và chạy quảng cáo. Đào tạo tới thời điểm hiện tại là hơn 6.000 rồi. Cái con số này mình để cập nhật từ cái thời gian trước. Hơn cho 6.000 người trong tất cả những cái lớp tổ chức như thế này. À, để kiếm tiền trên nền tảng online. Và mình sống full time với nghề YouTube với lại kiếm tiền MMO. YouTube, chúng ta đã đào một lượng tiền trên internet vô tư rồi. Nếu chúng ta giỏi về YouTube, chúng ta đã quá giàu. À, và hiện tại mình là founder của công ty công nghệ chuyên về marketing, và cái đam mê của mình là đầu tư về bất động sản dòng tiền. Nếu anh chị nào muốn kết nối và muốn tìm hiểu sâu hơn về thế và để học tất cả hàng nghìn video tuyệt vời trên kênh của mình, thì hãy vào trên YouTube tìm chữ Văn Thế Web, học hàng trăm nghìn video bên trong này. À, hoàn toàn miễn phí, mình chia sẻ hết cho mọi người để làm gì? Tại vì mình đã kiếm tiền được rồi, và bây giờ cái trách nhiệm của mình phải chia sẻ lại cơ hội cho rất nhiều người ngồi kia. À, kể cả những người bạn bè trong lớp này, có rất nhiều học viên cũ, cũng như có một số người bạn của mình vào trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như một số anh chị đồng nghiệp. Trước đây là mình làm cho công ty công nghệ, sau này mình không còn làm nữa. À, và mình làm full time với lại cái nghề online này. Đó, và mình có nguyên một cái team công ty để chuyên kiếm tiền trên YouTube. Ok, bây giờ chúng ta thấy YouTube nó là mỏ vàng rồi. Vậy YouTube nó kiếm tiền từ đâu? Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được học những chủ đề kiếm tiền nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi case study. Đó, chúng ta học nó phải chi tiết như thế này. Các anh chị thấy trong tất cả những khóa học Zoom của những người khác chia sẻ, nó rất là lộn xộn và rườm rà. Nhưng tất cả những cái khóa học của mình đều là tư duy logic hết. À, rồi, đều tất cả những thằng này đều thống kê bằng tư duy logic. Đó, thì chúng ta thấy như vậy thôi, chúng ta sẽ dễ dàng học tập và tiếp thu. À, đó, nguồn tiền, ở đây mình để 11 nguồn tiền cho chúng ta. Chúng ta xem, chúng ta thấy điều tuyệt vời. Rồi, chúng ta thấy nguồn tiền trên YouTube nó tuyệt vời lắm. Và đây là những cái mình đang làm. 25 nguồn tiền trên YouTube, nhưng 11 cái nguồn này là 11 cái nguồn chính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là 9 cái nguồn, 10 nguồn chính mình đang làm. À, mình đang ghi gom lại như thế này. Thứ nhất đó là kinh doanh về sản phẩm mọi người. À, kinh doanh về sản phẩm. Chúng ta kinh doanh sản phẩm, nếu anh chị nào đang có một sản phẩm chúng ta muốn dùng YouTube để bán hàng, đặc biệt là những sản phẩm khó. Ví dụ những sản phẩm YouTube nó cho đăng nhưng những nền tảng khác không cho đăng. Ví dụ như là đồ về sinh lý, về những cái thực phẩm chức năng, rồi những cái mặt hàng mà những cái nền tảng khác tuyệt đối chúng ta đăng lên một cái là nó cấm chúng ta luôn. Nhưng YouTube nó cho phép chúng ta trong phạm vi của nó. Ví dụ như anh chị đăng cái bộ đồ tắm mà không đúng kiểu thì lên Facebook, lên trên những nền tảng khác nó sẽ chặn anh chị. Nhưng anh chị bán đồ tắm, anh chị đăng lên trên trên YouTube, nó không cấm chúng ta, nó còn hỗ trợ chúng ta lên top nhanh nữa đó. Nên anh chị thấy trên YouTube này, những người mẫu, những người đẹp, họ lên đây họ kiếm rất nhiều tiền bằng cái cách là họ biết show tất cả những sản phẩm của mình ra, đưa lên trên này. Và hiện tại có anh chị nào đang làm cái ngành nghề kinh doanh không? Chúng ta làm nghề kinh doanh thì mọi người bình luận giúp mình số 1. Và chúng ta muốn kiếm tiền online thì bình luận giúp mình số 0. Tại vì mình sẽ chia ra hai nhánh. Một nhánh sẽ là cái người chuyên kinh doanh để bán hàng trên YouTube. Một nhánh là muốn dùng YouTube để kiếm tiền.
À, trong buổi tối ngày hôm nay mình muốn chúng ta là phải xác định rõ cái nhu cầu của mình. Tức là bây giờ mình có một cái sản phẩm rồi, mình muốn làm sao cho tất cả hàng ngàn con người ngoài kia biết tới sản phẩm của mình để mình bán hàng tốt hơn. Hoặc là mình không có bất kỳ cái gì hết. Mình muốn dùng YouTube để kiếm tiền trực tiếp về luôn. À, mọi người chịu khó tương tác thật là nhanh vào để mình có thể biết chính xác nhu cầu của chúng ta. Ok. À, rồi. Có rất là nhiều anh chị muốn kiếm tiền online thôi chứ không có bán hàng. Ok, cũng có chị Trancy Trần rồi, chị Ngọc Nhàn, Bích Giang, chị Đào Xuân Thái. Đó, rất ít những người chúng ta làm kinh doanh mà chúng ta dùng YouTube trước đây. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có mặt trong buổi tối ngày hôm nay là anh chị rất tuyệt vời rồi. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái công thức quay video như thế nào, dàn dựng như thế nào để đăng lên cho tất cả mọi người thấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua nguồn tiền trên YouTube. Đầu tiên, chúng ta có sản phẩm đăng lên. Chúng ta gắn link sản phẩm của chúng ta bên trong YouTube thì tất cả mọi khán giả xem họ sẽ biết được. Tại sao chúng ta không có đăng hàng lên đây chúng ta bán? Nếu nhà chúng ta không có sản phẩm thì chúng ta đăng sản phẩm của người họ hàng chúng ta hoặc là đăng sản phẩm của đối tác của chúng ta. Khi nào có hàng chúng ta alo cho đối tác chúng ta gửi hàng qua chúng ta gửi đi. Ngày hôm nay chúng ta bán là chúng ta bán thông tin, chúng ta đừng bán sản phẩm. Sản phẩm nó sẽ đi sau. Nếu chúng ta không có sản phẩm thì chúng ta tìm cách bán sản phẩm của cái ông láng giềng, bán sản phẩm của cái ông khác. À, chúng ta đừng đặt ra cái lý do là tôi không có sản phẩm. Chúng ta bán thông tin, khi có đơn hàng thì chúng ta chạy qua bên nhà láng giềng hoặc là đối tác của chúng ta mới lấy hàng về. À, tiếp theo là affiliate marketing. Nói tới affiliate marketing thì nó khác biệt ở một chỗ là anh chị không có bất kỳ sản phẩm nào hết. Anh chị có thể làm bất kỳ mọi quốc gia, như hiện tại mình sống với lại cái nghề YouTube này và đặc biệt trong đó có một cái ngách đó là affiliate marketing. Tức là làm sao? Tức là bên Mỹ, bên Amazon họ có những sản phẩm rất là hay, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhập hàng Amazon về thì rủi ro. Do đó chúng ta hãy dùng cái cách thức là mình hãy lấy cái đường link của họ đăng lên YouTube và biến YouTube thành cái cỗ máy kiếm tiền cho mình. Khi một người nào đó click vào mua hàng như thế này thì ngay lập tức tại mỗi thời điểm chúng ta đều có thu nhập. Mỗi cái đơn hàng như vậy chúng ta có thể kiếm từ vài trăm đô la cho tới vài ngàn đô la tùy vào dòng sản phẩm nha anh chị nha. Đây, thì tại thời điểm mọi lúc mọi nơi mình show thẳng trực tiếp lên cho mọi người xem cái một đơn hàng nó có thể đem về doanh thu. Mọi người thấy trong quá trình mình đang hướng dẫn cho mọi người thì có những cái đơn hàng nó đem về kiếm về vài đô la, ví dụ cái này đang về 8 đô la, cái này nó đem về 68 đô la. Mọi người thấy chưa? Tức là có những đơn hàng nó lên tới hàng trăm đô la, ví dụ cái này 180 đô la. Đó, đây là cái email mình mở trực tiếp không có chụp hình gì hết nên mọi người đừng có lo. Và mình để trên này để làm chi? Tại vì email á chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền nó gửi về hết cho chúng ta ở đây. Đó, đây là một đơn hàng nó đem về cho chúng ta. Và một ngày mình đem rất nhiều đơn hàng này về, mình đa số là làm ở ở nước ngoài. Ngồi ở Việt Nam chúng ta có thể kiếm một đơn hàng tới 4 triệu rưỡi nha anh chị. Thay vì anh chị dùng YouTube chỉ để giải trí thì mình dùng YouTube để xây dựng dòng tiền trên này. Đó. Và mình muốn chia sẻ cơ hội này cho mọi người biết được affiliate nó tuyệt vời lắm. Từ YouTube mà ra. Làm một video rồi chúng ta lấy sản phẩm của người khác, chúng ta gắn link đó ở dưới, người ta kích vào người ta mua là chúng ta có thu nhập liên tục. Thay vì chúng ta làm ở Việt Nam thì chúng ta tìm cái cách bán sản phẩm ra cho thị trường nước ngoài. Như vậy chúng ta cùng một lượng thời gian, một ngày chúng ta cũng có 24 giờ. Thay vì anh chị chỉ biết biến tất cả những cỗ máy này thành tiền Việt thì chúng ta đem tiền tiền đô la về Việt Nam. Đó là một cỗ máy YouTube, nó là một mỏ vàng cho chúng ta. Rất tuyệt vời, hiện tại rất nhiều người đang đang giàu lên nhờ YouTube. Từng ngày từng giờ những nền tảng này mình tạo ra một lần và mình ăn gần như là gần 8 năm nay trong cuộc đời của mình vẫn còn làm. À, tất cả những thứ này nó vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Anh chị nghĩ rằng một nền tảng nào đó để thay thế cho video sau này thì nó rất là khó. Vì sao? Vì YouTube hay là những nền tảng video nó rất là rẻ tiền. Để thay thế được YouTube thì hầu như cực kỳ khó. Vì một video chúng ta đăng tải lên một cách rất nhanh chóng và có thể truyền thông điệp được cho tất cả mọi người. Đây.
Chúng ta tiếp tục. Vậy trên YouTube có những loại video nào? Có hai loại video mà chúng ta thường xem. Hai loại này nó có mỗi loại nó có một mục tiêu khác nhau. YouTube Short là YouTube video nó rất là ngắn, anh chị có thể lướt qua và màn hình của nó là màn hình dọc. Chúng ta biết cái video Short này là video ngắn, nó chỉ có 1 phút thôi thì nó sẽ tiếp cận cả thế giới cho chúng ta. Ví dụ chúng ta đăng một video về áo dài, chúng ta đăng một cái video về bất kỳ cái chủ đề gì đó thì YouTube nó sẽ biết những người yêu thích về áo dài, nó sẽ chạy ra cho chính xác người đó. Ví dụ như ông nào mà thích chuyên gia coi những em chân dài thì ngày nào nó mấy em chân dài đó cũng xuất hiện trên kênh của chúng ta hết. Trên cái YouTube của mỗi người nó sẽ biết cái hành vi của từng người. À, anh nào mà coi về sản phẩm gì thì ngày nào nó cũng đu theo chúng ta. Đó chính là cái tuyệt vời. À, YouTube nó sẽ phân phát đến nội dung đúng nhu cầu. Và video dài là video chúng ta chinh phục khán giả. Mọi người thấy có những đơn hàng mà chúng ta kiếm được hàng trăm đô la. Thay vì chúng ta chỉ kiếm 100 ngàn tiền Việt Nam, mình kiếm 100 đô la, nó khác hẳn. Nó gấp tới 250 lần. 100 nghìn với lại 2 triệu rưỡi. À, chúng ta gấp tới 25 lần. Thì chúng ta thấy cái cơ hội chúng ta làm giàu nó sẽ nhanh hơn. Cùng một lượng thời gian đó, chúng ta hãy chịu khó biến hết tất cả những cái món này thành những cái sản phẩm tiếp cận ra thị trường nước ngoài. Đa số chúng ta đều nghĩ rằng mình không biết tiếng Anh. Thực sự người Việt mình để giỏi tiếng Anh thì rất là khó. Nên do đó mình có cách thức trong buổi tối ngày hôm nay, hầu như anh chị xem tới cuối video buổi tối ngày hôm nay, anh chị mới phát hiện ra không giỏi tiếng Anh vẫn làm được. Nếu giỏi tiếng Anh mà làm được, quá đơn giản. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta không biết gì về tiếng Anh mà chúng ta làm được những thứ này thì nó mới hay. Mình cam kết với mọi người đến cuối giờ mọi người học hết. Nếu mọi người bỏ lỡ một cái đoạn nào đó thôi thì chúng ta sẽ không hiểu cái kịch bản trong buổi tối ngày hôm nay. À, thay vì buổi tối ngày hôm nay chúng ta mở một đoạn phim, một đoạn nhạc gì đó thì mình ngồi đây rồi thì mình cố gắng tập trung và mình chú ý và chịu khó ghi chép lại. À, những cái này mình không bao giờ biên soạn cái kiểu rườm rà, rất cô đọng cho mọi người. Video ngắn là video tiếp cận cả thế giới này, nhưng video dài là video để chinh phục khán giả. Họ muốn mua hàng, họ muốn ở lại với chúng ta thì chỗ này là cái video dài. Video dài tức là chúng ta làm cho nó hơn 1 phút, có thể là 3 phút, 5 phút, 5 tiếng đồng hồ hoặc là 10 tiếng đồng hồ, chúng ta gọi là dài. Còn ngắn là video nó có thể viral. Viral tức là nó có thể đưa video của chúng ta cho tất cả mọi người khác xem mà chúng ta không tốn bất kỳ 1.000 nào hết. Đơn giản như vậy. À, tiếp tục chúng ta đi qua phần tiếp theo. Rồi. Thì trước khi chúng ta đi qua những cái mẫu video mà mình đang làm và những cộng sự của mình với lại những học viên và đối thủ đang làm, mình thống kê lại hết cho mọi người trong buổi tối ngày hôm nay, không thiếu bất kỳ cái điều gì đó. À, không thiếu bất kỳ một cái nhánh nào hết. Mình thống kê rất chi tiết. Và để khi chúng ta đi chi tiết vào cái phần này thì mình muốn chia sẻ với mọi người một điều rất tuyệt vời, đó chính là YouTube nó có sự khác biệt so với những nền tảng khác ở chỗ nào. Đây. Chúng ta sẽ thấy YouTube nó trùm trong cái khu vực này. À, nó sẽ là cái khu vực cho chúng ta lên top rất nhanh. Ở đây, mọi người thấy mình làm rất nhiều chủ đề. Ở đây mình sẽ liệt kê ra cái nhóm chủ đề. Ví dụ mình làm chủ đề gì không quan trọng, nhưng mình đã làm chủ đề đó rồi thì nó phải đứng top. Mọi người hiểu không? Nó phải lên top Google, nó nằm ở trên đó thì tất cả mọi người ở Việt Nam, trên thế giới họ tìm chúng ta đều thấy. Đó chính là cái sức mạnh của YouTube. Anh chị chịu khó đừng vẽ lên giúp em nha. Chúng ta ghi lại thôi, đừng có vẽ lên. Rồi, vẽ lên như vậy nó rối, mọi người nhìn không thấy đâu. Đây. Ví dụ mọi người lên trên Google, mọi người gõ một từ khóa bất kỳ hướng dẫn thiết kế website tin tức đây. Ở đây, mình sẽ lấy một cái từ mình tìm cho mọi người trên này. Mọi người nhớ là trên Google nha. À, anh nào là Nguyễn Quang gì đó, chúng ta chịu khó đừng có vẽ trên đó. À, MC hỗ trợ giúp mình nha. Rồi, vẽ như vậy thì mình sẽ không có chia sẻ được. Ok, mọi người thấy cái điều gì? Khi mọi người gõ một cái từ khóa gì đó bất kỳ trên YouTube thì ở đâu
Đây là cái trang của Google, thì Google nó cho mình luôn luôn xuất hiện trong vị trí top 1 tới top 10, mọi người thấy chưa? Nếu anh chị bán một sản phẩm mà người ta tìm anh chị ở bất kỳ quốc gia nào cũng ra như thế này thì sao? Thì chúng ta sẽ bán hàng tốt hơn. Ngày nào giờ nào cũng có người gặp mình trên internet, rõ ràng chưa? Thay vì anh chị phải tốn kém làm website, làm Facebook, làm kính thưa các thể loại TikTok, nó có lên đây được hay không? Cái điểm khác biệt của TikTok á, là nó không có lên được vị trí của Google. Nhưng Google nó là một cái cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới tại thời điểm hiện tại. À, trong vòng 8 năm trở lại đây thì Google luôn luôn là quán quân đứng đầu trong cái số lượng tìm kiếm trên thế giới. À, mọi người hiểu cái sức mạnh của YouTube chưa? YouTube nó cho chúng ta lên top như thế này. Chúng ta gọi đó là SEO lên top, hack top 1. Ở đây nó không chỉ là một cái ngẫu nhiên, và mình muốn để cho mọi người thấy rằng hàng trăm, hàng ngàn cái video mình làm đều lên top như thế này. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn cho mọi người thấy. À, ví dụ người ta tìm kiếm là cách xác minh Google Maps doanh nghiệp, thì mọi người coi nè, ở trên này á, đa số là web. Nếu chúng ta làm cái web như thế này thì rất là lâu để lên top, nhưng chúng ta làm một video như thế này thì nó lên top ngay. Và đặc biệt, chúng ta chưa cần lên Google đâu, chúng ta chỉ cần tìm trên trên hệ tìm kiếm Google thôi, chưa cần lên YouTube. Chúng ta đã thấy video của mình nằm top 1 rồi. Thì giờ nào, ngày nào cũng có người mua hàng của mình. À, chúng ta muốn tạo một cái logo, chúng ta gõ từ khóa là hướng dẫn tạo logo với Canva, thì ở đây mình đã nằm top 1 hết rồi. Vậy tiền nó từ đâu mà ra? Tiền nó từ khán giả mà ra. Khán giả họ coi video của chúng ta, họ mua hàng, thì chúng ta có thêm tiền mua hàng. Nếu họ không mua hàng thì chúng ta có thêm một vị khán giả xem video, thì YouTube sẽ trả tiền cho chúng ta. Mọi người hiểu không? Tức là có người vào coi thì đường nào chúng ta cũng có tiền. Anh đó anh mua hàng, anh vừa xem, anh vừa tương tác, nhiều khi anh còn donate cho, tức là anh ủng hộ cho cái kênh của mình bằng tiền thật nữa. Tức là anh xem những cái video thấy vui quá, thấy hay quá, thấy hài hước quá, thì người ta có thể chuyển trực tiếp vào trong cái nền tảng của chúng ta luôn. À, hoặc là người này họ muốn trở thành thành viên chuyên nghiệp trên kênh của mình, họ sẽ đóng phí vào cho chúng ta. Chúng ta có rất nhiều nguồn thu từ một video như thế này. Anh chị thấy chưa? Điều tuyệt vời ở đây em muốn nói rằng cái gì? Khi chúng ta có những cái video thì chúng ta thử tìm kiếm trên YouTube đi. Thế nào là một video chuẩn SEO? À, một website chuẩn SEO, thì lúc nào video của mình nó cũng rất nhiều trên này. 1, 2, 3, ôi, tất cả những video của mình đều đứng top ở đây. Nếu mình muốn làm cho một lĩnh vực gì đó thì mình phải làm tốt trong lĩnh vực đó. Ví dụ họ muốn làm một cái website bán về thực phẩm thì mình ăn hết tất cả những vị trí top 1, top 2, top 3 ở đây. Và ở đây mình sẽ có một công thức là D, D10. Đó chính là khi gõ bất kỳ từ khóa nào thì mục này mình đều lấy hết mọi vị trí. Mọi người thấy khi người ta muốn mua một cái món hàng, người ta gõ trên internet từ khóa này thì video thứ nhất cũng là của mình, video thứ hai, video thứ ba, rồi tiếp tục video thứ tư, video thứ năm, hầu như là của ông Văn Thế Web này hết. Mọi người để ý cái tên kênh này nè, là Văn Thế Web đó. Tất cả những video này đều là video của mình hết. Mọi người thấy nó sáng lên chưa? Đó. À, trong 10 kết quả đầu tiên mình đã hết 8 9 kết quả rồi. Thì tiền từ đâu mà về? Tiền từ đây mà về. Có phải là mình chỉ mất công một lần mình làm ra video? Đây là video mình lộ mặt nha mọi người nha, mình sẽ chỉ cho mọi người không lộ mặt, mình có những kênh không xuất hiện gương mặt. Đây là cái kênh mình muốn lộ mặt mình ra thôi. Còn có những kênh mình không xuất hiện gương mặt. Khi chúng ta làm xuất hiện gương mặt thì nó có rất là nhiều rủi ro. À, và nó sẽ bị giới hạn, tức là có nhiều anh chị không tiện xuất hiện gương mặt. Hầu như khi chúng ta bắt đầu làm YouTube, mình khuyến cáo mọi người không nên xuất hiện gương mặt để chúng ta làm video nhanh nhất có thể, tại vì khi xuất hiện gương mặt thì tập hợp rất nhiều thời gian và kỹ năng, nó tốn kém hơn. Thay vì mình làm video này mình phải tốn 30 phút, nhưng video không lộ mặt mình chỉ tốn 5 phút thôi. À, tiết kiệm rất nhiều chi phí, nó vẫn lên top, vẫn kiếm tiền ngon lành. Mình sẽ chỉ cho mọi người trong module tiếp theo. À, ok. Rồi, mọi người thấy những điều này tuyệt vời không? À, bình luận với mình chữ tuyệt vời để mình hứng thú chia sẻ cho mọi người cái phần tiếp theo. Và mình xin uống một miếng nước cho có năng lượng tiếp.
À, chuẩn bị một ly nước rất là to, tại vì mình mà hứng lên đó, mình chia sẻ cho mọi người sạch hết tất cả mọi cái luôn, và chi tiết hóa đó là cái sức mạnh của ông Thế này. Mình cam kết với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay, không giống như tất cả những người chia sẻ khác trên internet đâu. Mình đã chia sẻ, đã cống hiến thời gian, và mình rất quý trọng những cái thời gian anh chị cô chú ngồi đây. Nên do đó mình sẽ làm sao cô đọng nhất và chia sẻ những cái hấp dẫn nhất, hay nhất, để truyền tải đến mọi người những cái thông điệp đơn giản chúng ta có thể làm. Và mục tiêu của buổi tối ngày hôm nay, làm sao hiểu về YouTube và YouTube kiếm tiền như thế nào, làm video như thế nào để nó lên top như thế này, là anh chị cô chú thành công mỹ mãn. À, rất tuyệt vời, Unica đã tài trợ cho chúng ta gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay, hoàn toàn không tốn bất kỳ chi phí nào hết. Rồi, rất tuyệt vời. Ok. À, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Càng học thì chúng ta càng thấy nó bắt đầu nó hấp dẫn, nó nóng lên rồi đó. À, buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ học rất nhiều thứ hay ho. Khi anh chị gõ bất kỳ cái chủ đề nào trên internet, mình đều chiếm vị trí ở trên này thì sao? Thì ngày nào, giờ nào. Đó, mọi người thấy chưa? Khi người ta gõ cách tạo video 3D thì làm sao mình phải đứng top ở trên này? Là mình thành công rồi. Còn người ta gõ mà mình ở tận mấy trăm tầng mây khác thì sao mà người ta kết nối được với mình? Dù cái video của các bạn không hay, dù bạn bán con gà, con mèo, hay là bạn làm video giải trí, bạn làm video về chó mèo gì đó, thì tí nữa chúng ta sẽ đi qua từng video. Và anh chị sẽ bất ngờ rằng, ồ, cái điện thoại của chúng ta có thể kiếm tiền được. Vậy thì nó mới hay chứ. À, bây giờ chúng ta có điện thoại là nó đã quá tuyệt vời so với 8 năm trước tụi em làm. 8 năm trước là hầu như mỗi ngày học về là phải chạy qua, mỗi ngày đi làm về là phải chạy lên quán net. Tại vì mạng ở nhà nó rất là chập chờn, phải chạy lên quán net và ghép từng tấm hình với nhau, chạy slider, đăng lên YouTube và kiếm tiền. Nó dễ đến mức độ kinh khủng như vậy. Nhưng đếm trên đầu ngón tay những người biết những thứ đó để kiếm tiền. Còn ngày hôm nay nó có điện thoại, nó có trí tuệ nhân tạo, nó có kính thưa các thể loại luôn. Nhưng con người ta lại lười làm. Người ta chỉ dùng điện thoại để người ta lướt coi những thứ vô bổ, hầu như không có ý nghĩa gì trong đời của mình hết. Tại sao mình không là cái người đi làm video để kiếm tiền cho những người khác xem, mà chúng ta cứ đi xem video của người khác không vậy? À, chúng ta phải thay đổi câu hỏi của chúng ta để chúng ta thay đổi lại cuộc đời của mình. Chúng ta phải tạo dựng một cái cơ sở online, đó chính là sổ đỏ online. Mọi người thấy chỉ có sổ đỏ thực tế thôi. Chúng ta thường nghe sổ đỏ đất, chúng ta đâu có biết rằng còn có một cái quyển sổ tuyệt vời hơn nữa, đó là quyển sổ online. Quyển sổ đỏ online là quyển sổ đỏ giúp cho chúng ta một video như thế này, mỗi ngày có thể giúp cho em có hàng trăm đô la một video thôi. Em có hàng trăm, hàng ngàn cái video như thế này, chứ không chỉ là một video ở Việt Nam. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người ở cái phần tiếp theo những cái video mình đang làm, mẫu nó như thế nào. Mình chia sẻ rõ ràng và không giấu giếm gì cho mọi người. Đã chia sẻ tới đây rồi thì không còn cái gì để giấu nữa. Mình muốn hết cho mọi người những cái phần này. Trong buổi tối ngày hôm nay cũng có rất là nhiều anh em YouTuber đã từng kiếm tiền rồi, họ vào đây họ học thêm những kiến thức mà có thể cập nhật thêm những cái điều đó. À, mình biết rằng mọi người rất trân trọng thời gian, nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người rất là chi tiết những cái phần này. À, không cần chúng ta phải lộ mặt gì hết cũng kiếm được tiền, thì như vậy nó mới hấp dẫn. À, đó, chúng ta thấy mình đã vừa chia sẻ cho mọi người cái cách để chúng ta làm lên top hết rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi qua một cái phần quan trọng nhất, đó là ai ai là người nên tham gia thị trường này. Có phải YouTube này nó dành cho tất cả mọi người hay không, hay là chỉ người già, hay là chỉ trẻ em, hay là chỉ những ông nào là dân trình độ thạc sĩ, bác sĩ, đại học? Nếu chúng ta cứ nghĩ như vậy á, thì chúng ta hãy nhìn lại những YouTuber trên thế giới, đa số họ bỏ đại học hết. Còn những người nào mà học đại học kêu sư phạm thì đa số những cái kênh của họ rất là lèo tèo. Tại vì sao? Tại vì cái trường học, chính xác nhất là trường học chúng ta học ngoài đời. À, và nếu chúng ta đã có nền tảng kiến thức trước đây trong trường rồi mà chúng ta biết tận dụng nữa thì giống như là chúng ta có thêm cánh, hổ mọc thêm cánh nữa. Vậy ai là những người nên kiếm tiền với YouTube? Trước khi chúng ta làm bất kỳ cái gì, chúng ta phải đặt ra một cái câu là who, nó là cái gì và kiếm tiền nó như thế nào và ai nên chơi với nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái phần rất quan trọng.
ai nên kiếm tiền với YouTube, thì ở đây mình thống kê ra rất nhiều vị cần kiếm tiền với YouTube, đặc biệt là người đầu tiên. Người đầu tiên là cái người chúng ta thấy ngày nào cũng thấy hết. Người đầu tiên là cái người bán hàng. Khi anh chị có một cái sản phẩm, chúng ta muốn cái gì? Cái người bán hàng họ muốn nhân 5, nhân 6 cái lượng doanh thu của họ. Bán nhiều khán giả hơn, tiếp cận nhiều khán giả mà không tốn chi phí, thì chúng ta thấy YouTube tuyệt vời không? Mình mới vừa show cho mọi người thấy rồi. Nếu anh chị bán một cái gói mè thì anh chị có thể làm sao bán cho hàng trăm, hàng ngàn người không? Được không? Được. Đó là chúng ta có sản phẩm tốt mà không biết làm video. Cái này là nỗi đau của những anh chị doanh nghiệp. Anh chị nào có thể là chủ shop, chủ cửa hàng thời trang, chủ cửa hàng quần áo, chủ cửa hàng bất cứ cái ngành gì, thì chúng ta bị cái vấn đề này rất nhiều. Chúng ta không biết bán hàng thì sao mà chúng ta tăng doanh thu? Tức là cái vấn đề của chúng ta là muốn tăng doanh thu, muốn tiếp cận một lượng khán giả trên internet và muốn mở rộng thị trường bằng cái cách là ngồi ở nhà. Làm sao cái sản phẩm của chúng ta cho rất nhiều người biết. Mọi người thấy ngày hôm nay bán hàng có cần phải chạy vòng vòng giống như ngày xưa không? Ngày xưa chúng ta làm thị trường rất là vất vả, còn ngày hôm nay thị trường nó trên online, khán giả họ nó có sẵn trên online hết rồi. Làm sao chúng ta khai thác được cái đống này? Đó là vậy, YouTube nó phù hợp với lại người bán hàng. Rồi, trong buổi tối ngày hôm nay anh chị nào mà người bán hàng mà bán cái món gì chính xác, anh chị hãy nhắn vào trong phần bình luận để mình biết, mình sẽ điều hướng theo những cái món hàng anh chị. Chứ chúng ta không nói dư thừa những cái chủ đề khác. Ví dụ anh chị bán về máy tính, anh chị bán về quần áo, anh chị bán về cái gì cũng được. Chúng ta hãy để lại bình luận ở trong này để mình biết được và chúng ta sẽ cùng hỗ trợ cho nhau. À, rất tuyệt vời, bán hoa tươi. Oh my god. À, thì Nguyễn, thật sự oh my god, giờ mới biết thầy. À, em khảo sát kiếm lắm nhưng không ai hướng dẫn, có duyên gặp được. Ok. À, cảm ơn chị Thùy Nguyễn ha. Tối hôm nay chị còn bất ngờ và gặp rất nhiều bất ngờ nữa. Đặc biệt là trong buổi tối hôm nay mọi người không có bỏ bất kỳ khoản phí nào ra để học nha. Nên mình yêu cầu mọi người ghi chép và tương tác thật là khủng khiếp vào, chứ không phải tương tác mạnh vào nữa. À, cho tất cả. À, chưa hiểu câu hỏi của anh lắm, chưa câu trả lời của anh lắm. Hoa tươi, ok, bảo hiểm, mỹ phẩm, món ăn truyền thống, xúc xích, sách, máy chiếu, dịch vụ thuế. Rồi, đồng hồ định vị, bán sách, nano chống đột quỵ, đó. À, khóa học tiếng Anh, điều trị da, quần áo, thời trang. Cảm ơn thầy. Rồi, thực phẩm chức năng, Hàn Quốc, mỹ phẩm Hàn Quốc, bán bình nước, cà phê bột. Rất tuyệt vời. Trong tất cả những anh chị vừa rồi, nó có một cái vấn đề chung. Đó chính là chúng ta muốn phát triển doanh số, chúng ta hãy dùng YouTube. Tất cả những cái sản phẩm của anh chị hiện tại đang thống kê ra đây, nó có một cái điều hay là chúng ta đều vận chuyển online được. Quần áo, hạt dinh dưỡng, hoặc kể cả máy máy móc lớn, kích thước gì chúng ta cũng bán hàng qua mạng. Bán hàng qua mạng. À, mọi người tin mình mua một chiếc xe SH á, mình mua trên nền tảng online không? Tất cả những người còn lại họ rất là sợ online. Họ mua một chiếc xe SH ở ngoài á, nó hơn 110 triệu. Nhưng mọi người có biết khi mà mọi người biết về online, mọi người lên nó mua chiếc xe SH nó chỉ còn có 90 mấy triệu, chưa tới 100 triệu. Tại vì sao mọi người? Tại vì mình lấy link tiếp thị liên kết, mình đã kiếm được 4%. À, 4% của chiếc xe đó, ví dụ 100 triệu mình đã kiếm được 4 triệu. Mọi người hiểu không? Và mình vẫn mua chiếc xe của cái hãng Honda, họ bảo trì bảo dưỡng tất cả mọi nơi trên Việt Nam. Và chúng ta có một cái mã giảm giá nữa, nếu chúng ta mua hàng online quen rồi á, thì chúng ta mua những cái gì vài trăm triệu là cái chuyện rất bình thường. Nếu anh chị đã từng mua những chiếc xe SH ha, từng mua những chiếc xe ô tô của mình ở trên internet rồi thì nó mới hay. Còn chúng ta đi tới showroom mua, chắc chắn mọi người sẽ lỗ. Mình chắc chắn cái điều đó. Nếu mọi người mua hàng mà thông qua được những nền tảng website hoặc là những nền tảng thương mại điện tử đúng chỗ đúng nơi, thì chúng ta sẽ có mã giảm giá trong một tháng. Thì chúng ta canh những ngày đó chúng ta mua, chúng ta sẽ được giảm giá rất nhiều. Mình mua một chiếc xe SH chỉ có 98 triệu, trong khi tất cả những bạn bè khác, anh em khác mua chiếc đó hơn 100 triệu hết. À, chúng ta lời từ cái lúc chúng ta mua luôn. Đó. Nên do đó khi anh chị làm về bán hàng thì chúng ta rất phù hợp với cái người bán hàng để làm ra một kênh YouTube. Đó là buổi tối ngày hôm nay anh chị vào đây là đúng chỗ đúng nơi rồi. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm video bán hàng mà nó không quá phức tạp như chúng ta đang nghĩ trong đầu chúng ta đâu. Thứ hai là chúng ta là người đam mê kiếm tiền online.
bạn không có cái điều kiện nhập hàng, bạn không có khả năng xuất hiện gương mặt, bạn cũng không có một cái cửa hàng, không có mối quan hệ gì hết, nói chung là tay không bắt giặc, thì mình khuyến cáo mọi người nên nên kiếm tiền online. Thứ nhất, viral trên YouTube nó nhanh. Thứ hai, free free traffic, tức là không tốn bất kỳ một ngàn nào hết để có được khán giả. Thứ ba, tăng thu nhập được đa kênh. Nhờ YouTube mà chúng ta có thể tạo đa kênh thu nhập ở trên này. Và kênh nào thì khi nãy mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. À, chúng ta không có hàng thì bây giờ chúng ta đừng cố gắng nhập hàng vào, để cho anh chị bán hàng họ cứ tập trung họ bán hàng. Bây giờ chúng ta đi bán hàng cho họ đi. À, chúng ta lấy link của họ trên Shopee, trên tất cả những sàn. Chúng ta lấy link của họ chúng ta đi bán đi. À, đừng cố gắng chúng ta nhập hàng vào nữa, chúng ta làm cộng tác viên cho họ. Nhưng tiếp thị liên kết này rất là minh bạch. Trước đây chúng ta có thể nhập hàng ở đâu đó, người khác sẽ lừa chúng ta. Nhưng chúng ta thông qua nền tảng thương mại điện tử như là Shopee, như là Lazada, như là Amazon, thì cái ông đó ông sẽ đứng trung gian bảo vệ chúng ta. Chúng ta bán sản phẩm đó 1 triệu, nó cho chúng ta hoa hồng 20%, 30%, nó thống kê rất rõ ràng. Anh chị thấy vừa rồi mình mở lên cho anh chị xem không? À, đơn hàng của mình 68 đô la, 180 đô la, 50 đô la, 100 đô la, và có những đơn hàng nó hơn 1.500 đô la. Tại vì mình bán những sản phẩm số, à, nên cái mức hoa hồng của nó có thể lên 150%. Tức là mình bán chỉ có 100 đô thôi mà đối tác họ cho mình 150 đô. Đó chính là cái điều hay trên Internet. Khi chúng ta nghe cái này chúng ta thấy à, cảm giác nó lừa đảo. Không có anh chị. Cái doanh nghiệp á, ở nước ngoài nó khôn lắm. Khi mà anh chị giới thiệu cho nó cỡ tầm 500 người thì anh chị bán cao quá chừng 10 người đúng không? Vậy 495 người kia họ phải điền email, điền số điện thoại vào. Họ chưa có mua hàng. Thì cái ông đối tác của người nước ngoài, ổng lấy cái đống kia, ổng sẽ upsell. Tức là ổng sẽ làm email marketing, ổng gửi tin nhắn cho người ta liên tục. Và cái đống đó là khán giả của ông. Còn mình bán được có 5 người à, mình xứng đáng không? À, mình xứng đáng nhận cái phần đó. Nên chúng ta đừng có nghĩ lừa đảo, nó tính hết rồi. Người ta đã mở ra một doanh nghiệp và người ta cho chúng ta làm cộng tác. Người ta đã nghĩ hết tất cả mọi trường hợp đó rồi. À, nên chúng ta đừng có nghĩ rằng người ta ngu, không có. Nó khôn hơn mình đó. À, nói chung là chúng ta hợp tác win-win với nhau. Cùng có lợi. Ok, anh có sản phẩm tốt, tôi có kênh YouTube hay. Anh em mình kết hợp với nhau. À, người có cái này, người có cái kia. Đặc biệt với những anh chị nào. Rồi, trong đây có bao nhiêu người chúng ta muốn kiếm tiền online? À, anh chị nào muốn kiếm tiền online á, thì chúng ta hãy bình luận xuống tôi hoặc là số 1. Số 1 để cho nó dễ bình luận. Để mình biết được có bao nhiêu người. Ok. À, khi nãy chúng ta thấy cỡ tầm 5, cỡ tầm 30 người bán hàng. Và bây giờ chúng ta coi thử, à, hơn 30 người bán hàng cỡ tầm 35-40 người. Thì chúng ta coi thử người kiếm tiền online rất là đông. Đó, một giây như vậy là hơn 10 người. À, rồi, rất là đông anh em muốn kiếm tiền online hết. Ngày hôm nay sướng quá mà. Mở YouTube lên cái là có tiền. Anh em nào đã từng cảm nhận tới ngày 22 là YouTube trả lương cho chúng ta là đêm 21 nó đã tổng kết rồi. Nếu chúng ta có 10 kênh thì thôi rồi luôn, sáng mai nó nổ đơn lên một phát. Rất là sướng. À, chúng ta hãy xây dựng những sổ đỏ online trong giai đoạn này. Giai đoạn AI, giai đoạn mà chúng ta không vất vả giống như những giai đoạn trước. Cách đây 8 năm về trước em làm một video cực kỳ vất vả. Lúc đó nó chưa có máy quay máy gì hết á, chỉ là dùng slide cắt ghép thôi. Anh chị nào đã thuộc vào những cái giai đoạn đó rồi thì rất hiểu cảm giác cái thời trước. À, 8 9 năm về trước làm một video lên top rất dễ, nhưng để làm ra một video nó rất bầm trầy khói lửa. Vì lúc đó smartphone chưa có, máy ảnh thì quá đắt. À, YouTube thì xa lạ với con người ta. Nên cái thời đó tụi em lọ mọ làm những video này tới ngày hôm nay vẫn kiếm được tiền. Mình nhiều khi mình nhìn lại mình còn thấy sợ những cái video đó luôn, nó mờ, nó xấu và nó không có đúng cái gì hết, nhưng tới ngày hôm nay nó vẫn còn kiếm tiền được. Thì mình cứ để đó, mình kiếm tiền thôi, mình đâu có gỡ xuống làm gì. À, ok. Rồi. À, xây dựng sổ đỏ online bằng AI rất tuyệt vời, câu của chị Long Trần. À, phải thay đổi tư duy. Thay đổi tư duy tức là kiếm tiền, kiếm sổ đỏ trên online, sổ đỏ tức là ngày nào nó cũng chạy về thu nhập cho mình đó. Anh chị có cái nhà cho thuê đi thì cuối tháng chúng ta mới thu tiền được. Và để có được căn nhà thì nó đâu có đơn giản đâu. Mà mỗi tháng cho thuê có 5 triệu, 10 triệu. Nhưng cái thằng này á, chúng ta kiếm
có thể gấp hàng trăm lần. Bây giờ một video mình kiếm được 100 đô một tháng đi. Bây giờ chúng ta muốn nhiều hơn thì chúng ta hãy nhân bản nó ra nhiều hơn. Đó, tiếp theo, ai là người tuyệt vời để tham gia vào sân chơi này? Mọi người thấy mình thống kê rất chi tiết, không thiếu bất kỳ cái gì hết cho chúng ta học tập, cho nó hấp dẫn, cho nó chỉnh chu, để mình coi thử à mình có thuộc trong những cái tiếp người này hay không. Còn mình là một cái người thích đi tu thì có phù hợp hay không? Đây, anh chị nào thích đi tu thì cái chỗ này mình hướng dẫn cho rất là nhiều sư và nhiều thầy, cũng như nhiều cha người Công giáo cũng như người Tin lành, và tất cả những cái đạo. Anh chị thấy ngày hôm nay mở lên một cái không, à mình là người Công giáo ha, mình hỗ trợ rất nhiều người cha ở bên Mỹ, họ kết nối về Việt Nam để có những cái kênh chia sẻ, và anh chị biết những cái kênh đó đang kiếm tiền, và những cái kênh đó họ lấy thêm thu nhập để lấy cái thu nhập đó sắm sửa cho chùa, sắm sửa cho tu viện, sắm sửa cho nhà thờ. Họ sẽ lấy những cái chi phí đó bù đắp vào chi phí sinh hoạt. À, thì ai là người thích chia sẻ, kể cả người đi tu vẫn kiếm tiền online nha mọi người nha. Mình hỗ trợ rất nhiều kênh ở trong giáo xứ Xuân Lộc Đồng Nai, và hiện tại mấy cha đã bật kiếm tiền lên rất nhiều kênh rồi. Và nó vượt qua cái sức tưởng tượng của mình, đó là vừa đăng cỡ tầm trăm video lên thì hầu như tháng sau cha bật kiếm tiền lên và kiếm ngon lành tới ngày hôm nay luôn. Tức là cha đã có cái lượng video quay hàng ngày rồi, ngày nào cha cũng giảng dạy hết, thì trong một cái cộng đồng như vậy chúng ta chia sẻ những video đó cho nhau. À, và họ họ có thể lấy những video đó họ đăng lên. À, chúng ta không nói về cái nội dung bên trong, chúng ta chỉ nói về cái hình thức thôi. Vậy ai là cái người có kiến thức gì trong đầu thì anh chị hãy tập trung vào để chia sẻ cho người khác. Ví dụ chúng ta là cái người muốn đi du lịch, cũng là kiến thức đi du lịch, à tôi thích đi du lịch, đi chỗ này chỗ kia. Nếu anh chị muốn chia sẻ về cuộc sống như Sang Vlog, Lộc Phụ Hồ, hoặc là những cái kênh về cuộc sống Canada, cuộc sống Mỹ, cuộc sống Pháp, đơn giản là tôi ở bên Mỹ, tôi ở bên Pháp, tôi ở bên Canada, tôi có những cái cuộc sống mở mắt ra là tôi thấy cái này thấy kia hay. Đối với anh chị những cái thứ đó nó rất là đơn giản và nó có sẵn, nhưng hàng trăm hàng triệu con người ngồi kia họ rất cần coi những video đó. Tại sao chúng ta không dùng điện thoại, chúng ta cắm mấy cây ba chân xuống, chúng ta quay rồi chúng ta cắt ra thành nhiều video chúng ta đăng lên cho người khác xem. Anh chị em nào ở những cái vùng miền quê, núi, rừng, biển ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Canada thì đó là cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta làm giàu. Đa số chúng ta qua bên nước ngoài thì chúng ta đi làm xưởng, làm hãng á, thì nhiều khi nó không bằng cái nguồn thu từ đây. Hiện tại mình đang dạy rất là nhiều anh chị hải ngoại, mình biết cuộc sống như thế nào. Thực sự bên đó nhiều khi còn khổ hơn Việt Nam chúng ta. Nhưng ai mà hiểu về những cái mảng này, họ làm. Mình hỗ trợ cho một số anh chị ở Paris by Night, tức là sân sau của Paris by Night, tức là họ lấy video mà họ tự sáng tạo ra, họ đăng lên, có những cái kênh nhỏ hơn Paris by Night, họ kiếm tiền. À, còn họ đi diễn hàng ngày trong Paris by Night, họ không được phép đăng video đó lên. Và hiện tại mình đang hỗ trợ cho hai anh chị làm cái cách là, tức là hài ngắn, những video hài họ nói xong 3 phút, 4 phút họ đăng lên. À, cái kiểu hài như vậy nó không có kéo dài và họ đang làm rất thành công. Hiện tại có anh chị nào đang ở nước ngoài hay không? Nếu anh chị nào đang ở nước ngoài thì giúp mình bình luận xuống cái vị trí chúng ta đang sống. Còn anh chị em nào ở tỉnh ở Việt Nam thì chúng ta bình luận xuống để chúng ta kết nối với đâu, kết nối với nhau. Có ai ở Ninh Thuận hay không? Có ai ở những vùng khô cằn như em hay không? À, sống nhờ từ YouTube. Tại vì đất và nước ở đây nó rất là khô cằn. Anh chị nào đã qua Ninh Thuận thì biết cái cảnh ở đây. Do đó là tụi em chỉ chọn cái nghề làm online chứ không có chọn những cái nghề ở dưới kia, tại vì thiên nhiên không ban tặng cho chúng ta những cái điều tuyệt vời đó, thì thôi chúng ta chấp nhận làm cái này. Ok, Kiên Giang, ok, welcome Kiên Giang rồi. À, có người ở ở USA rất tuyệt vời, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cam Ranh rồi, Quảng Bình, Đồng Hương rồi, Phấn Phấn Phạm, hello chị nha, Phan Rang với nhau rồi. À, Hồ Chí Minh, Đà Lạt rồi, Ninh Thuận, chị Phấn Phạm ha, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, rất là nhiều anh chị trên rất nhiều mọi miền đất nước rồi. Tôi thấy những cái điều tuyệt vời này chúng ta cần phải áp dụng ngay.
Và nếu chúng ta có một cái kiến thức gì đó, và anh chị đừng bao giờ nghĩ cái kiến thức đó nó phải là cao siêu, là tôi phải là thạc sĩ tiến sĩ. Những cái người thạc sĩ tiến sĩ làm nhiều khi người ta không coi đâu mọi người, tại vì nó cao siêu quá, cái người coi người ta cũng chả hiểu gì. Mà những cái thứ chia sẻ mộc mạc dân dã người ta lại thích xem. Đó là lý do tại sao chúng ta nên chia sẻ những thứ chúng ta biết đi. Ví dụ anh chị làm về bác sĩ, y tế, dược sĩ gì đó thì hãy chia sẻ những cái thứ này của chúng ta. À, nếu chúng ta là cái người bán hàng thì chúng ta đừng chia sẻ sản phẩm của mình, mà hãy chia sẻ cái cách dùng nó, cái giá trị của nó. Ví dụ anh chị bán về mỹ phẩm thì đa số chúng ta toàn là review mỹ phẩm. Tại sao mình không có đem cái nỗi đau của khán giả là mình review cách để trị mụn cho tuổi dậy thì, à, hoặc là cách làm trắng da cho những chị em nào đó, thì chúng ta phải đưa cái nỗi đau của người ta, tức là người ta muốn làm trắng da thì chúng ta phải lôi nỗi đau đó lên, và trong đó chúng ta show cái sản phẩm của mình lên, thì người ta sẽ thích xem những video như vậy. Tại vì cái từ tìm kiếm nhiều nhất là từ làm như thế nào, chứ không phải là người ta biết sản phẩm của mình rồi. Người ta biết sản phẩm của mình rồi thì nói làm gì nữa. Người ta muốn làm trắng da, đó là cái nỗi đau của người ta. Mỗi người trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những vấn đề, những cái nỗi đau. Anh chị em nào nhiều tiền rồi thì cần đi chữa lành, thì kiếm những cái gì đó phục vụ cho những cái giới cần đi chữa lành. À, anh chị em nào ít tiền, họ đi kiếm tiền thì kiếm cái gì đó phục vụ cho họ, bán cho họ những cái thứ họ cần. À, vậy là chúng ta thấy, hãy bán thứ mà khách hàng họ đang có nỗi đau, đừng đem sản phẩm mà review. Chúng ta phải làm ra những video kiểu như vậy. Đối với những ai thích chia sẻ thì YouTube là một trong những cái kênh rất tuyệt vời. Tiếp theo, bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân. Bạn là một người nổi tiếng trong một cái ngành nghề nào đó, ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, hoặc là chúng ta là những cái người có chuyên môn về một cái chủ đề. Thì chúng ta hãy tận dụng ngay chỗ này, chúng ta tập trung làm đúng một chủ đề thôi. Anh chị mạnh về nha khoa, anh chị mạnh về bán hàng, anh chị mạnh về cái gì đó, hãy tập trung làm chỗ này. Đặc biệt, ai là những người làm video YouTube nữa, đó là những người yêu thích chia sẻ kỷ niệm. Có những người họ không bán hàng, không có chia sẻ, không kiếm tiền gì trên này hết, cũng không có chia sẻ cho ai. Họ chỉ muốn đăng video lên YouTube. Tại vì những người này họ đi đi du lịch xuyên biên giới liên tục. À, mình có một anh bạn vừa rồi, trong thành phố Hồ Chí Minh, mình gặp anh này là hướng dẫn viên du lịch. Tức là mỗi ngày anh ấy có cơ hội ngồi trên thuyền đi từ quốc gia này qua quốc gia kia, hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Anh đó anh đi đã hơn 180 quốc gia. Tức là ảnh dùng YouTube, ảnh đăng những video đó lên một cách ngẫu nhiên, nhưng rất nhiều người xem. Cuối cùng, những cái kênh như vậy, họ không có mục tiêu kiếm tiền gì hết, nhưng ai ngờ lượt view quá lớn. Bây giờ họ bật lên kiếm tiền rất là đơn giản. À, ban đầu với một mục đích là muốn lưu giữ những cái gì chúng ta có cơ hội đang đi thôi. Mình biết trong đây có rất là nhiều người mỗi ngày di chuyển từ vị trí này qua vị trí kia, có rất nhiều thứ đẹp, nhưng anh chị không biết biến nó thành tiền, đúng không? À, thì bây giờ chúng ta hãy biến hết tất cả những cái điều tuyệt vời đó thành tiền. À, đó chính là cái hay. Rồi, tiếp theo. À, chúng ta thấy chúng ta trong đây rồi. Có anh chị nào đã phát hiện ra mình phù hợp chưa? À, nếu chúng ta đã phù hợp với lại YouTube rồi, chúng ta thấy YouTube hay quá, chúng ta thuộc trong những cái tip này rồi, thì chúng ta bình luận giúp em số 9 ha. Số 9, ai là cái người phù hợp nhất thì chúng ta bình luận số 9, còn ai chưa phù hợp thì chúng ta bình luận số 3, và chúng ta để lại cái nội dung của chúng ta luôn, đó là chúng ta muốn, chúng ta là ai, muốn làm YouTube kiểu gì, hãy để lại. À, không sao hết đó, tại vì đây là những cái thống kê của YouTube. Trong bao nhiêu năm mình làm thì mình thấy những cái tiếp người này là những cái mẫu người phù hợp để làm video. Có rất là nhiều anh chị nó có một cái điều kiện rất là lý tưởng, đó là ngày nào họ cũng đi tới những cái cảnh đẹp hết đó. Đặc biệt là hướng dẫn viên du lịch nha, hoặc là những anh chị làm công an mà tuần tra ở ngoài biển, họ đi tới rất là nhiều cái đảo, nhưng đa số chúng ta đâu có biết là lấy cái điện thoại quay video rồi đăng lên Facebook chơi như vậy, khoe với bạn bè là hôm nay tôi đi tuần tra, hoặc là hôm nay tôi đi cái chỗ này. Tại sao mình không đăng lên YouTube rồi mình lấy lên YouTube mình chia sẻ cho bà con cô bác của mình coi, nó đã không, vừa có tiền vừa thỏa mãn cho người khác nữa. À, chúng ta làm một công đôi việc đi.
một công rất nhiều việc nữa. Đó, vậy lợi ích của YouTube là gì? Chúng ta đã biết những cái thứ YouTube đem lại cho chúng ta rồi. Vậy chúng ta phải coi thử nó có bao nhiêu lợi ích, 10 lợi ích. Đây là một nền tảng mà tất cả mọi nền tảng không đáp ứng được mà YouTube cho phép chúng ta làm được. Nó lên top rất là nhanh anh chị. Anh chị đăng ngày hôm nay là ngày mai đã có người xem rồi nha. Ngày hôm nay và ngày mai đã có người xem vì nó lên top luôn cho chúng ta. Lên top tức là nó tìm một phát là ra video của chúng ta luôn. Vậy nó mới đã, đúng không? Mình đăng video mà người ta tìm không ra, mình buồn không? Buồn chứ. Buồn thì nó tương ứng với cái việc không có tiền cho cái gì đó. Còn vui thì nó đã lên top rồi. À, anh chị thấy khi nãy mình show cho anh chị vài cái chủ đề không? Cái gì nó cũng lên top hết á. Đó là lý do mà mình đi ngủ vẫn có tiền. Mọi người nghe cái câu nói của ông Bill Gates cách đây 10 năm chưa? Nếu anh chị không kiếm tiền online, không làm kinh doanh online, thì cố gắng chúng ta đừng kinh doanh luôn. Đúng không? Ngày hôm nay anh chị nào kinh doanh truyền thống rồi mới thấy cái nỗi đau. Chúng ta đâu tận dụng online thì chúng ta thấy bây giờ đau chưa? À, đủ đau chưa? Trong khi những giới trẻ nó mới mọc ra đời vài năm nay, nó làm thương mại, nó không biết sản xuất, không biết làm hàng hóa gì hết, mà nó bán hàng thôi rồi nhờ nền tảng YouTube, nhờ nền tảng TikTok, nhờ nền tảng Facebook, chung quy lại là video. À, chúng ta thấy điều tuyệt vời không? Đó là cái thứ chúng ta cần phải thay đổi cái cách tư duy của mình. Nền tảng này có khả năng lên top cực kỳ nhanh. Nếu chúng ta thấy nỗi đau rồi chúng ta bình luận lại. À đúng rồi, tôi là trong những cái điều kiện để cho chúng ta ghi nhớ. Chứ tôi phải thừa nhận là chúng ta đi trễ hơn những bạn trẻ. Thì bây giờ chúng ta thay đổi thôi. Thà muộn còn hơn không. Chứ đừng để cuộc đời của chúng ta nó trôi đi như vậy. Thứ hai là lan tỏa cho cả thế giới. Anh chị đăng lên Facebook đó, nó chỉ trong một cái phạm vi của Việt Nam này thôi. Cái người bên nước ngoài họ không tìm ra video của mình đâu. Nhưng YouTube everywhere, everything. Tất cả mọi nơi trên thế giới tìm đúng cái từ khóa đó là ra chúng ta. Nó không có giới hạn. Đây là cái thứ em đam mê nhất vì em làm ở Việt Nam, em ngồi ở Việt Nam, em không cần mua cái gì bên nước ngoài hết. Mà cái người bên đó họ vẫn xem được video của mình. Mình có thể viral lên tất cả mọi nơi trên thế giới để kiếm tiền. Vì khán giả bên nước ngoài rất nhiều, Việt Nam của chúng ta cao quá 10 triệu dân online à. Chúng ta có 100 triệu dân nhưng mà không phải ai cũng online. À, đó là lý do chúng ta cần phải đi ra bên ngoài kia để chúng ta câu cá. Trong xóm, trong làng, trong quê hương chúng ta nó chỉ là một cái ao hồ quá nhỏ. Muốn câu cá lớn, chịu khó vươn ra bên ngoài. Đúng không? YouTube cho chúng ta làm được chuyện đó. À, mọi người thấy mình thống kê như thế này thôi là mọi người đã thấy có một cái sự khác biệt và logic để chúng ta hiểu. Trong buổi tối ngày hôm nay mọi người chỉ ghi lại những thứ này là mọi người đã quá hiểu bài rồi. Ngày mai chúng ta mở lên một phát chúng ta nhớ à ngày hôm qua chúng ta học những cái điều này. Đó, và đa dạng nguồn thu nhập. Thay vì chúng ta làm những cái kênh kia nó có một nguồn thu nhập, các anh chị đăng lên Facebook có kiếm được tiền không? Không, chỉ bán được hàng thôi. Chỉ xây dựng được thương hiệu cá nhân thôi là hết. Còn YouTube thôi rồi, nó kiếm cho chúng ta cả 10 nguồn thu nhập. À, chúng ta đã vừa đi qua 10 nguồn thu nhập đó rồi. Thì à, chúng ta thấy đó là cái cơ hội rất tuyệt vời. Tại sao chúng ta chỉ làm một việc thôi mà chúng ta đem về 10 nguồn thu nhập? Nếu anh chị cô chú đang làm công việc đi làm bác sĩ ở bệnh viện đi, thì nó có hai nguồn lương không? Không, có ba nguồn lương không? Không, rất hiếm những anh chị làm được ba bốn nguồn lương như vậy. Thì chúng ta làm sao để đa dạng được nguồn thu trên này? Đó là hãy tạo ra một video trên YouTube và tìm hiểu những nguồn này và chúng ta tích hợp vào. Một video mình đăng lên YouTube có thể mình kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào đa nguồn. À, nhờ vào đa nguồn. Rồi. Ok. Đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta học có một cái điều rất tuyệt vời đó là AI. AI tức là trí tuệ nhân tạo mà mọi người không thể tưởng tượng được, chỉ cần nhập một câu lệnh nó làm ra cho chúng ta một video luôn. Oh my God.